Theo tờ Thời báo Phố Quân của Mỹ, đương nhiên Ukraine sẽ không công khai kế hoạch phản công của mình, nhưng chiến dịch này có thể sẽ diễn ra trong những tuần tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết Kiev đang chờ các đối tác cung cấp thêm vũ khí và đạn dược trước khi phát động cuộc phản công. Tuy nhiên, theo hãng tin BBC của Anh, không phải ai cũng tin rằng Ukraine có thể tiến hành phản công. Một số nhà phân tích cho rằng việc Ukraine nhắc tới ý định này chỉ nhằm khiến Moscow dàn mỏng lực lượng dọc theo chiến tuyến, thay vì tập trung lực lượng tại một địa điểm cụ thể, chẳng hạn như chảo lửa Bakhmut, nơi các lực lượng Ukraine đang phải chịu áp lực rất lớn. Bản đồ chiến sự do phía Nga công bố cho thấy Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi phần lớn diện tích Bakhmut, đô thị nằm trên trục đường dẫn về hai thành phố công nghiệp Slovyansk và Kramatorsk ở miền đông nước này. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ không nói suông về cuộc phản công mùa xuân. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết Kiev đã thành lập thêm 8 lữ đoàn mới để chuẩn bị cho cuộc phản công. Mặc dù số lượng binh sĩ cụ thể không được tiết lộ, nhưng một lữ đoàn thường bao gồm từ 3.000 đến 5.000 quân nhân. Bộ Nội vụ Ukraine trước đó cho biết họ đang thành lập lực lượng bảo vệ tấn công với mục đích khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với các vùng lãnh thổ từng là một phần của Ukraine trước năm 2014, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, các vùng Zaporizhia và Kherson đã trưng cầu ý dân và sáp nhập vào Nga cuối năm 2022, cũng như Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Ukraine sẽ cần phải chờ cho đến khi các lực lượng của họ hoàn thành khóa huấn luyện ở nước ngoài và sẵn sàng chiến đấu, khi phương tiện, vũ khí của phương Tây được chuyển giao hoàn toàn và khi cơ hội gõ cửa để tiến hành chiến dịch. Kịch bản phù hợp nhất với Ukraine là tiến về phía đông nam, đi qua Zaporizhia, tới Melitopol và biển Azov, cắt đứt cây cầu trên đất liền kết nối bán đảo Crimea với lục địa Nga và cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga với các vị trí xa hơn ở phía Tây. Hiện chỉ có 3 nhân vật biết rõ nhất về kế hoạch tấn công của Ukraine, gồm Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng nước này và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine vẫn đang giữ bí mật về kế hoạch hành động, nhưng một số dấu hiệu có thể dự báo trước cách thức phản công của Kiev, chẳng hạn như những loại vũ khí và các đợt huấn luyện mà phương Tây đã và đang cung cấp cho họ trong thời gian gần đây. Tại bãi tập Bergen, miền Bắc nước Đức, các binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện cách thức vận hành xe tăng Leopard, loại xe chiến đấu chủ lực hiện đại mà Berlin đã cam kết cung cấp cho Kiev. Trong khóa huấn luyện kéo dài 6 tuần, các binh sĩ Ukraine đã được luyện tập bắn pháo 120mm cũng như cách vận hành xe tăng trong bóng tối để có thể sử dụng hiệu quả nhất thiết bị nhìn đêm siêu việt của xe tăng Leopard. Chúng tôi huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành cả xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3. Cả hai hệ thống đều có khả năng cơ động tối đa, khả năng bảo vệ bọc thép và hỏa lực mạnh. Tất nhiên, Leopard có thể làm được nhiều hơn là một xe tăng chiến đấu. Chúng còn có khả năng chiến đấu ban đêm. Đó là một lợi thế hơn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Khi quân đội Ukraine có thể sử dụng các loại xe tăng tốt hơn như Leopard, họ sẽ có thể tạo ra bước đột phá và xem xét các cuộc phản công. Theo tờ Thời báo Phố Quân, do thiếu hụt máy bay chiến đấu và chưa giành được quyền kiểm soát bầu trời, nên Ukraine sẽ không thể tiến hành một cuộc tấn công theo kiểu NATO. Thay vì tiến hành các cuộc không kích, họ có thể thực hiện một cuộc tấn công lớn hoặc nhiều cuộc tấn công nhỏ, sử dụng vũ khí chính xác trên mặt đất như lựu pháo M777 hoặc HIMARS hay phóng tên lửa tầm xa. Theo tờ báo Mỹ, sau cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa, lực lượng bộ binh Ukraine sẽ tiến lên với số lượng lớn. Họ có thể huy động xe tăng tiến lên phía trước, theo sau là hàng chục xe chiến đấu bọc thép và phương tiện chở quân, có thể vận chuyển lính bộ binh để tấn công và kiểm soát lãnh thổ hoặc đối phó với bộ binh Nga. Khác với giai đoạn đầu, ở giai đoạn này, quân đội Ukraine sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật dày đặc hơn mà Nga đã dựng nên ở phía đông và phía nam, được thiết kế để đẩy đối phương vào những khu vực dễ bị tấn công, cũng như làm chậm hoặc phá vỡ sự gắn kết của các đợt phản công mà Kiev thực hiện. Ukraine từ lâu đã kêu gọi các đối tác hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực. Các phương tiện được nâng cấp đáng kể so với các xe tăng thời Liên Xô hiện đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Thực hiện cam kết với Kiev, cuối tháng 3 vừa qua, Đức, Anh, Ba Lan và Na Uy đã bắt đầu chuyển giao xe tăng cho Ukraine. Theo giới quan sát, các loại vũ khí hiện đại mà phương Tây chuyển giao có thể mang lại lợi thế, nhưng không đảm bảo một chiến thắng mang tính quyết định cho Kiev. Giới chức Đức xác nhận Ukraine đã nhận được lô hàng đầu tiên gồm 18 xe tăng Leopard 2, ngoài ra, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và 2 xe bọc thép của Đức cũng đã tới Kiev.
Đức đã cùng với Hà Lan chuyển giao xe chiến đấu bộ binh bọc thép và đạn dược và hiện đang chuẩn bị cùng với Đan Mạch chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 để hỗ trợ Ukraine. Ngoài những chiếc rất hiện đại mà chúng tôi vừa chuyển giao. Cùng với Đức, Ba Lan, Canada, Na Uy và Anh cũng đã chuyển giao các xe tăng mà họ đã cam kết hỗ trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov cho biết, ông hy vọng phương Tây sẽ cung cấp ít nhất 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, cùng với 6 hoặc 7 tiểu đoàn xe tăng Leopard 1 và đạn dược vào tháng 4. Sự hỗ trợ của phương Tây có vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng kháng cự của Ukraine, đồng thời có thể giúp Kiev tiến sâu hơn vào các vị trí Nga kiểm soát. Tuy nhiên, với số lượng khoảng 150 chiếc, xe tăng của phương Tây không có khả năng thay đổi cục diện xung đột. Xe tăng, xe bọc thép, các hệ thống pháo sẽ cho phép Ukraine tăng cường các đơn vị chiến đấu làm mũi nhọn cuộc tấn công. Nhưng các nguồn cung cấp hiện nay sẽ chỉ cho phép Ukraine tăng cường tối đa từ 3 tới 4 lữ đoàn, không đủ để đảm bảo cho một chiến thắng quyết định. Theo tính toán, Kiev sẽ cần ít nhất 10 lữ đoàn để phản công hiệu quả và đạt được các thành quả quân sự như hồi tháng 9 năm ngoái. Từ vài tháng qua, giới quan sát đã dự đoán rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo khi thời tiết trở nên ấm áp hơn và mùa bùn lầy kết thúc. Trong khi giới chức Ukraine đã công khai nói tới cuộc phản công mùa xuân, thì phía Nga cũng đang có những bước chuẩn bị. Trong cuộc phản công mùa xuân, Ukraine được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh Nga đã dành nhiều tháng qua để đào hào và xây dựng các công sự nhằm củng cố tuyến phòng thủ tại các khu vực họ đang kiểm soát. Theo giới quan sát, sẽ không dễ dàng để Ukraine làm suy yếu các phòng tuyến kiên cố này của Nga. Hơn nữa, Nga sẽ không ngồi yên nếu các lực lượng của Ukraine tấn công vào Zaporizhia hay Lugansk, tiến gần đến các khu vực nhạy cảm như Crimea và các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở khu vực Donbass. Khi đó, cuộc phản công của Ukraine có thể phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Nga. Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh động viên một phần. Và vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, ông chủ Điện Kremlin lại một lần nữa ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ. Mặc dù nhà chức trách Nga cho biết các tân binh sẽ không được điều động ra chiến trường, nhưng sắc lệnh được cho là sẽ tạo ra một lực lượng dự bị lớn hơn. Cùng với việc bổ sung quân số, Nga cũng đang đẩy mạnh việc sản xuất vũ khí và đạn dược nhằm bù đắp số lượng đã hao hụt trong xung đột. Tại cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao diễn ra hôm 1 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cam kết sẽ tăng cường cung cấp đạn dược cho các lực lượng Nga đang chiến đấu tại Ukraine. Trước đó hôm 14 tháng 3, ông đã yêu cầu một nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của nước này tăng gấp đôi sản lượng tên lửa có độ chính xác cao. Bây giờ chỉ có một nhiệm vụ, đó là tăng năng suất lao động. Đương nhiên là cần giảm chi phí. Chi phí chủ yếu là chi phí lao động. Và vì điều này, tôi xin nhắc lại, hãy tăng gấp đôi sản phẩm vì chúng rất cần thiết. Theo các nhà phân tích quân sự, với mức tiêu thụ đạn dược lớn của Nga và Ukraine, bên nào giành ưu thế trong cuộc đua tái vũ trang và những tháng tới sẽ có lợi thế trên chiến trường trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Tuy vậy, việc các bên không ngừng đổ vũ khí vào chiến trường sẽ chỉ khiến xung đột tiếp tục kéo dài và cánh cửa hòa bình vẫn khép. Theo giới quan sát, có hai kết quả có thể xảy ra trong cuộc phản công của Ukraine. Nếu kế hoạch này thất bại, điều đó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột đóng băng mà Ukraine khó có thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga. Còn nếu thành công, điều đó sẽ làm thay đổi tình hình chiến trường. Tuy vậy, cuộc tấn công của Ukraine đến một lúc nào đó cũng sẽ phải dừng lại, bởi Kiev không thể tiến công liên tục dọc tuyến trải dài hàng trăm km. Họ cần được tiếp tế, bổ sung hậu cần và nhân lực để thay thế những binh lính đã chiến đấu kiệt sức. Khi Ukraine tiến công vào Kharkov hồi tháng 9 năm ngoái, Nga đã ngăn chặn họ ở Lugansk. Theo các chuyên gia, Ukraine có thể sẽ đạt được một vài thành quả, nhưng không phải là những thành quả chiến lược có thể khiến họ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ. Hai bên dự kiến sẽ giao tranh dữ dội trong những tháng tới để giành lợi thế trên bàn đàm phán. Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài, hiện chưa thấy ánh sáng phía cuối đường hầm cho cơ hội đàm phán hòa bình. Bất chấp việc Tổng thống Belarus ngày 31 tháng 3 kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố. Không có gì thay đổi trong tình hình Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Hiện tại, đây là cách thức duy nhất chúng tôi có thể sử dụng để hoàn thành các mục tiêu. Ukraine cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của nhà lãnh đạo Belarus, khẳng định việc ngừng bắn có nghĩa là Nga có thể ở lại các vùng lãnh thổ đang kiểm soát là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Trong bối cảnh ấy, việc các nước phương Tây không ngừng đổ vũ khí vào Ukraine được cho là sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Cùng ngày, chính phủ Đức xác nhận đã chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine. Một cuộc hội thảo mang tên Đối thoại thay vì vũ khí đã được tổ chức tại Berlin để phản đối việc Đức liên tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 100 quan chức quân đội đã nghỉ hưu, các học giả và các nhà hoạt động vì hòa bình. Với những quan ngại sâu sắc, tôi đã viết thư ngỏ gửi Thủ tướng Olaf Scholz phản đối việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Là một quân nhân, tôi hiểu rằng việc cung cấp hỗ trợ quân sự, đặc biệt là vũ khí hạng nặng, sẽ chỉ kéo dài các cuộc xung đột. Bằng cách này, một ngày nào đó, chiến tranh sẽ lan rộng sang Đức. Mục tiêu của phương Tây khi cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine là giúp Kiev tạo ra lợi thế áp đảo trên chiến trường, nhằm buộc Nga phải tiến tới bàn đàm phán hòa bình và chấp nhận các điều kiện của Ukraine. Theo giới quan sát, với cuộc phản công mùa xuân, quãng thời gian quyết định thành bại đang chờ đợi Kiev ở phía trước. Nếu nước này không thể đạt được bước tiến trên chiến trường bằng các vũ khí phương Tây, tâm lý do dự trong việc cung cấp thêm các phương tiện quân sự hiện đại cho Kiev có lẽ sẽ là điều khó tránh khỏi. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.